Xin chào anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại kênh channel ô tô Huy Hoàng. Hôm nay em Hoàng xin được giới thiệu cho anh chị em mẫu xe Hyundai Santa Fe xuất xứ từ Hàn Quốc anh chị em ạ. Nói chung là những cái dòng xe mà xuất xứ từ Hàn Quốc thì anh chị em hoàn toàn yên tâm. Nó đủ option cho anh chị em thoải mái đi trên đường luôn anh chị em nhé. Chiếc xe mà anh chị em đang chiêm ngưỡng thì sản xuất năm 2021, vẫn là form cũ và là bản máy dầu đủ anh chị em ạ. Máy dầu đủ anh chị em nhé. Tức là sẽ được trang bị hệ thống vận hành hai cầu và hệ thống động cơ 2.2 hatchback. Ok anh chị em, xe mang màu đen rất là lịch lãm đây. Hệ thống đèn pha cốt cũng như đèn định vị và đèn pha xương đều sử dụng công nghệ LED anh chị em nhé. Đấy. Duy chỉ có bóng đèn nhan thì vẫn sẽ sử dụng là công nghệ halogen. Phần mâm bánh sẽ sử dụng mâm bánh 19 inch đa chấu và giả dạng phay xước anh chị em nhé. Đấy. Rồi phần body kit thân xe đều được Oppo Bule. Gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ và gương này sẽ có gập tự động anh chị em nhé. Viền chân kính trên dưới đầy đủ. Đó, ba ga mùi thể thao này, cánh lướt gió này. Đấy, ốp viền sau đầy đủ hết anh chị em nhé. Tất nhiên thì Santa Fe sẽ không phải để anh chị em phải thất vọng, là xe sẽ được trang bị là hệ thống cúp điện này. Đó. Đây. Hệ thống diesel anh chị em nhé. Dầu. Đây là bên trong xe. Đấy. Hệ thống giải trí chúng ta sẽ có màn hình nguyên zin theo xe với khoảng là 8 inch, 9 inch anh chị em ạ. Đấy, hệ thống điều hòa thì là hai vùng độc lập, sẽ có sưởi vô lăng này, làm mát ghế này, sưởi ghế này, sạc không dây này, sạc nhanh này. Đấy, các chế độ lái này, phanh tay điện tử đầy đủ hết anh chị em nhé. Đẩy chuyển số thể thao đằng sau vô lăng này. Đó. Rồi các cảnh báo điểm mù này, đấy, khóa vi sai cầu sau này. Đấy. Rất là coi như là full option luôn. Ghế lái thì chúng ta sẽ có điều chỉnh 10 hướng này. Đó anh chị em nhé. Hàng ghế thứ hai thì xem có tuyệt vời không anh chị em. Hàng ghế thứ hai thì anh chị em có thể gập phẳng được nhé anh chị em nhé. Đấy. Để anh chị em chúng ta có thể trải thẳng một cái tấm nệm lên anh chị em, hoặc để cho trẻ con có thể ngủ nghỉ buổi trưa đấy chẳng hạn thế. Vẫn có thêm các cổng sạc ở đằng sau xe và cửa gió điều hòa, rất là mát anh chị em nhé. Ok anh chị em. Với chiếc xe full option như này thì bên showroom Vương quốc Cổng Cao chào bán với mức giá hơn 1 tỷ 1 một phút anh chị em nhé, và vẫn hoàn toàn có thể thương lượng được. Anh chị em có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì cứ liên hệ qua em Hoàng để có thể biết thêm thông tin chi tiết về những chương trình khuyến mại đang diễn ra tại showroom Vương quốc Cổng Cao, hoặc đến thẳng showroom để chúng ta có thể đánh giá chi tiết được chiếc xe này cũng như là thái thử chiếc xe anh chị em nhé. Địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn, thủ đô Hà Nội ạ. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn nhé. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.